Đây là buổi phát thanh tại xã Ek, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tổng kết ngày hội Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 23 tháng 10 năm 2015 vừa qua, xã Quài Cam, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã tổ chức ngày hội Internet tại xã Quài Cam. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet cộng đồng tại Việt Nam do quỹ Bill Gates tài trợ, với sự tham gia đông đảo của người dân xã Quài Cam. Ngày hội Internet đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con một cái nhìn đầy đủ về vai trò của Internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức ngày hội Internet xã Quài Cam, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đã thu hút rất nhiều lượt người tham gia. Đến với ngày hội Internet, người dân đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng máy tính, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ kỹ thuật đã có thể tự tìm những thông tin cần thiết cho mình trên mạng Internet. Có những người đã tìm được nhiều thông tin hữu ích ngay tại ngày hôm đó. Với chính sách của Đảng và Nhà nước, các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cập nhật